Anh có tự tin với nhiệm vụ cha nuôi giao cho anh lần này không? Nếu như không tự tin thì làm sao anh dám nghĩ sẽ ở cùng với em? Em tin anh. Em muốn ở lại với anh sao? Cảm ơn anh vì đã làm tất cả mọi thứ vì em. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Giấc mơ có thật. Em đang vừa ngủ vừa nói chuyện thì mọi thứ sẽ là thật. Sau khoảng cách lúc này của hai ta, vừa gần lại vừa xa đến như vậy. Hai ta ngược trời.